Mặc dù Madonna là đàn chị và được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop, nhưng rapper Cardi B vẫn không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng và chỉ trích bà sau khi Madonna nhắc nhở tới nữ rapper trong bài đăng mới nhất. Câu chuyện bắt đầu khi Madonna chia sẻ quan điểm của mình và ngụ ý rằng nhờ có bà mà những nghệ sĩ nữ hiện nay mới có thể cởi mở về giới tính cũng như bản sắc tính dục của riêng mình. Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Madonna không nhắc tới Cardi B, Kim Kardashian và Miley Cyrus. Ngay sau bài đăng của Madonna, Cardi B vô cùng phẫn nộ và cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Thậm chí, nữ rapper còn gọi biểu tượng nhạc pop này là một nỗi thất vọng. Theo cô, Madonna có thể đưa ra quan điểm của mình mà không nhắc tới người khác. Cô nhấn mạnh rằng những phát ngôn đó sẽ gây ra sự xấu hổ cho người khác. Cho đến thời điểm hiện tại, khán giả vẫn không rõ mục đích của Madonna có phải là xúc phạm những người phụ nữ mà bà nêu tên trong bài đăng hay không. Tuy nhiên, chỉ có Cardi B lên tiếng, cả Miley Cyrus và Kim Kardashian đều vẫn giữ im lặng. Ca sĩ Kim Petras là giọng ca chuyển giới đầu tiên đứng đầu Billboard Hot 100 với ca khúc Unholy cùng Sam Smith. Theo tờ Entertainment Weekly, Unholy cũng giúp Sam Smith trở thành nghệ sĩ chưa xác định giới tính công khai đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. Ca khúc Unholy ra mắt tuần trước và lập tức đứng hạng 3 bảng xếp hạng. Trước đó, Hani Dijon và T.S. Madison là những nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên vào top 40. Trả lời tờ Entertainment Weekly, Petras hy vọng bản thân không phải là nghệ sĩ chuyển giới cuối cùng đạt thành tích này bởi có rất nhiều người tài năng và họ chưa đạt được sự công nhận xứng đáng. Kim Petras sinh năm 1992 tại Đức. Cô bắt đầu hoạt động âm nhạc từ tuổi thiếu niên và phát hành album ngắn đầu tay One Piece of Tape năm 2011. Đến nay, Petras đã cho ra mắt hai album phòng thu và có nhiều bản hit như Malibu hay Broken Glass. Sam Smith sinh năm 1992 tại London, anh bắt đầu ca hát từ năm 2007, nhận được sự chú ý với ca khúc Lush năm 2012. Năm 2014, anh phát hành album đầu tay và đạt được thành công trên toàn thế giới. Vừa qua, nữ ca sĩ Taylor Swift đã cho ra mắt album mới mang tên Midnights, mang về cho mình hàng loạt kỷ lục mới. Với tình hình khả quan này, Midnights hoàn toàn có thể trở thành album có lượng doanh thu đáng kể của năm 2022. Theo dữ liệu của Billboard, chỉ trong 3 ngày đầu tiên phát hành, album mới của Taylor đã cán mốc 1,2 triệu bản. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giọng ca Love Story đang dần có cơ hội trở thành nữ ca sĩ sở hữu album ra mắt hoành tráng nhất năm nay. Billboard cũng khẳng định rằng Midnights đánh dấu tuần doanh thu cao nhất của một nghệ sĩ kể từ năm 2017. Trước đó, kỷ lục này cũng thuộc về Taylor Swift với album gây tranh cãi Reputation. Chưa dừng lại ở đó, Taylor cũng đang trên đà phá vỡ kỷ lục doanh thu đĩa than kể từ năm 1991. Số lượng phát trực tuyến của Taylor cũng đủ mạnh để mang lại cho nữ ca sĩ thành tích tuần tốt thứ 3 trong năm. Ngoài ra, chỉ trong ngày đầu phát hành, Midnights cũng phá vỡ kỷ lục Spotify khi trở thành album được nghe nhiều nhất trong 24 giờ. Theo dự đoán, các bài hát trong Midnights sẽ lần lượt chiếm giữ những vị trí cao trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào tuần sau. Đề cử của các hạng mục MAMA 2022 đã được công bố. Hai nhóm nhạc hàng đầu hiện nay là Blackpink và BTS vẫn có mặt như thường lệ. Lễ trao giải MAMA 2022 sẽ diễn ra tại sân vận động Kyocera Osaka, Nhật Bản vào ngày 29 và 30 tháng 11. Trước đó, ban tổ chức đã công bố đề cử ở các hạng mục giải thưởng. Việc bình chọn các đề cử sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 11 theo giờ địa phương. Năm nay, nhóm nhạc Blackpink tiếp tục có mặt ở hạng mục quan trọng là nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất. Bên cạnh những cái tên nổi tiếng như Twice, Red Velvet, aespa, các cô gái của nhóm nhạc này có mặt ở đề cử màn trình diễn nhảy xuất sắc nhất dành cho nhóm nhạc nữ. Về phía các nhóm nhạc nam, BTS một lần nữa không làm người hâm mộ thất vọng với việc xuất hiện ở rất nhiều hạng mục dành cho cả nhóm nhạc và cá nhân các thành viên. Cụ thể, BTS có tên ở nhóm nhạc nam xuất sắc nhất, thành viên J-Hope được đề cử ở hạng mục nam nghệ sĩ xuất sắc nhất.